Xin chào các bạn. Hàng năm, tạp chí The Times Education Supplement xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Và theo số liệu của tạp chí này, thì Mỹ luôn có nhiều trường đại học đứng trong danh sách top các trường đại học trên thế giới. Các trường đại học của Mỹ luôn được đánh giá là nền giáo dục chất lượng cao trên toàn thế giới, cung cấp rất nhiều các khóa học đa dạng, từ các chương trình mang tính học thuật cao như vật lý hạt nhân, đến các khóa học rất sáng tạo như nghệ thuật và đạo diễn phim. Các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học tại Mỹ luôn có các lợi thế nhất định khi tham gia ứng cử việc làm. Đến với chương trình giải đáp du học Mỹ hôm nay, thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ chia sẻ các ngành học tiềm năng có mức lương khủng tại Mỹ. Thì một bộ hồ sơ để nộp cho bên trường để xin giấy nhập học bao gồm những giấy tờ như sau: bằng tốt nghiệp và học bạ của bậc học cao nhất, hoặc bảng điểm của bậc học hiện tại nếu ứng viên vẫn đang là học sinh, sinh viên, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh, 2-3 thư giới thiệu của trường hoặc hiệu trưởng trường mà bạn đang học, chứng chỉ tiếng Anh, SAT hoặc GMAT nếu có, bài tự luận về bản thân, đơn xin theo học, phí xét hồ sơ và xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng. Toàn bộ hồ sơ đều phải được dịch ra tiếng Anh khi nộp cho trường. Du học Mỹ luôn là giấc mơ của hầu hết các bạn học sinh Việt Nam. Vì thế, để có thể đạt được ước mơ du học cũng như thành công sau khi tốt nghiệp, thì việc chuẩn bị và lựa chọn kỹ ngành dự định học là vô cùng quan trọng. Bởi vì khi chọn đúng, thì tương lai bạn sẽ có nhiều cơ hội và bước tiến trong công việc, có thể dễ dàng tìm một công việc ưng ý với mức thu nhập thuộc hàng khủng. Thì sau đây, Tân Đại Dương sẽ chia sẻ cho bạn 15 ngành học đang hot tại Mỹ. Vì sau khi tốt nghiệp, bạn có thể tìm ngay một công việc và hưởng thụ mức lương rất khủng mà nó mang lại. Bằng việc phân tích hàng trăm nghìn hồ sơ xin việc và báo cáo tiền lương, thì trang web đánh giá môi trường làm việc và nhân sự Glassdoor của Mỹ đã xác định được các chuyên ngành trả lương cao trong 5 năm đầu sau tốt nghiệp như sau. Ngành thứ nhất là ngành khoa học máy tính, với mức lương cơ bản trung bình khoảng 70.000 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến sẽ là kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống hoặc là nhà phát triển web. Ngành nghề thứ hai là ngành nghề kỹ thuật điện, mức lương cơ bản trung bình sẽ khoảng 68.438 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến sẽ là kỹ sư điện, kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm. Thứ ba là kỹ thuật cơ khí, với mức lương cơ bản trung bình là 68.000 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, kỹ sư cơ khí, kỹ sư thiết kế và kỹ sư dự án. Thứ tư, kỹ thuật hóa học, mức lương cơ bản trung bình khoảng 65.000 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, kỹ sư hóa học, kỹ sư quy trình và kỹ sư dự án. Thứ năm, kỹ thuật công nghiệp, mức lương cơ bản trung bình khoảng 64.381 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến là kỹ sư công nghiệp, kỹ sư đảm bảo chất lượng và nhân viên lập kế hoạch sản xuất. Thứ sáu, công nghệ thông tin, mức lương cơ bản trung bình khoảng 64.008 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến sẽ là chuyên viên lập trình kiêm phân tích, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, kỹ sư hệ thống. Thứ bảy là kỹ thuật xây dựng dân dụng, với mức lương cơ bản trung bình khoảng 61.500 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, kỹ sư xây dựng, kỹ sư kết cấu, kỹ sư công trường. Thứ tám, thống kê, mức lương cơ bản trung bình sẽ khoảng 60.000 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến là chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên thống kê và nhà khoa học dữ liệu. Thứ 9 là y tá, với mức lương cơ bản trung bình khoảng 58.928 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, y tá trong làm việc dưới sự giám sát của bác sĩ, y tá được phép dạy nghề và y tá làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Thứ 10, hệ thống thông tin quản lý, với mức lương cơ bản trung bình khoảng 58.000 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, nhà quản trị mạng, chuyên viên phân tích kinh doanh, chuyên viên phân tích dịch vụ khách hàng. 11. Tài chính, mức lương cơ bản trung bình khoảng 54.900 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, chuyên viên phân tích tài chính, kế toán, chuyên viên phân tích ngân hàng đầu tư. 12. Là toán học, mức lương cơ bản trung bình khoảng 54.018 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, giáo viên toán học, kỹ sư phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu. 13 là kỹ thuật y sinh, mức lương cơ bản trung bình khoảng 52.814.000 đô la Mỹ. Nghề nghiệp phổ biến, kỹ sư y sinh, kỹ sư dịch vụ, công tác nghiên cứu lâm sàng. 14 là kế toán,
mức lương cơ bản trung bình khoảng 52.000 đô la Mỹ, nghề nghiệp phổ biến, kế toán, kiểm toán, chuyên viên phân tích tài chính. 15 là kinh tế học, với mức lương cơ bản trung bình khoảng 52.000 đô la Mỹ, nghề nghiệp phổ biến, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên phân tích quản lý và kế toán. Để được hỗ trợ tốt nhất về hồ sơ du học Mỹ, thông tin học phí, yêu cầu đầu vào du học Mỹ, những tiêu chí chọn trường khi muốn du học Mỹ, hãy liên hệ ngay với đại diện của các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, địa chỉ chi nhánh quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, số điện thoại 0838484879 và địa chỉ ở cơ sở quận 5 là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 0838-2080 và chi nhánh tại Nha Trang, số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 058-351-4036. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.